Những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh vũ công nữ mặc bikini đứng trên bục cao vừa nhảy vừa xả nước gội đầu, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau khi các cơ quan chức năng xác minh thì được biết, sự việc này xảy ra tại quán bar Bistro Full Beach Club tại đường Kỳ Quan, bãi biển Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sự việc đã gây ra nhiều dư luận trái chiều. Phòng Văn hóa và Thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và có mời đại diện quán bar Disco Full Beach Club đến làm việc và yêu cầu quán bar này tiết chế lại hành vi biểu diễn của vũ công này. Được biết bãi biển khu vực quán bar trên hoạt động là do một tập đoàn tư nhân cải tạo, bơm thêm cát và cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Do đó các đơn vị kinh doanh luôn phải nghĩ ra đủ chiêu trò để thu hút du khách tới. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc sáng tạo để đem lại hiệu quả trong kinh doanh là tốt, thế nhưng cũng không nên bất chấp để đạt được mục đích này. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong 5 tháng đầu năm, địa phương đã xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 4 người. Thiệt hại về tài sản ước tính hơn 5 tỷ đồng. Do đó thời gian tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tổng kiểm tra phòng cháy trong đó có các khu nhà trọ. Theo đơn vị này, một số địa phương xảy ra cháy nhiều gồm thành phố Thủ Đức, quận 12, Gò Vấp, huyện Bình Chánh. Loại hình đối tượng xảy ra cháy chủ yếu là nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và công ty doanh nghiệp. Công an tp.HCM đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo phòng pc07 và công an các địa phương tổ chức thực hiện tổng giả soát, kiểm tra công tác an toàn phòng cháy với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ chung cư mini, nhà ở tập thể, chung cư cũ. Việc này nhằm điều tra, khảo sát, nắm chắc tình hình hoạt động có liên quan đến công tác phòng cháy. Đồng thời, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổng kiểm tra xử lý 100% hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo đúng quy định. Các cơ sở vi phạm bắt buộc phải khắc phục những tồn tại vi phạm về phòng cháy. Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội vừa báo cáo kết quả tổng kiểm tra giả soát việc chấp hành pháp luật đối với toàn bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn. Kết quả cho thấy có tới 2.800 nhà trọ ở quận Cầu Giấy không đảm bảo lối thoát nạn, trong tổng số 3.300 nhà trọ tại quận này. Quận Cầu Giấy có trên 3.300 cơ sở cho thuê trọ, tăng 213 cơ sở so với năm 2023. Trong đó, phường Mai Dịch có số nhà trọ lớn nhất với 934 cơ sở. Tiếp đến là phường Trung Hòa có 638 cơ sở. Trong hơn 3.300 nhà trọ trên thì chỉ có 153 nhà đăng ký kinh doanh thuê trọ. Kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho thấy 3.170 cơ sở không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy, gần 3.200 không đảm bảo tiêu chí ngăn cháy lan, gần 3.000 không đảm bảo tiêu chí về hệ thống báo cháy và trên 2.800 không đảm bảo điều kiện lối thoát nạn. Trước mắt, quận cầu giấy yêu cầu các cơ sở tự khắc phục bất cập như khu vực ngăn cháy, ngăn khói, lối thoát nạn ở tầng 1 và lối ra khẩn cấp. Quận cầu giấy sẽ tổ chức kiểm tra lại và xử lý các hành vi vi phạm trong phòng cháy chữa cháy. Những cơ sở không đảm bảo quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy sẽ bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động. Do ngày càng khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên tiểu học trường công lập ở một số bộ môn như là tiếng Anh, mỹ thuật, âm nhạc, tin học, thể dục. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất hỗ trợ giáo viên những bộ môn này từ 30 đến 50 triệu đồng một năm. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân chính là thu nhập của giáo viên thấp hơn nhiều so với thị trường bên ngoài, trong khi khối lượng áp lực công việc lại ngày một tăng cao để thu hút giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình xây dựng lấy ý kiến các quận huyện, trường tiểu học công lập về dự thảo chính sách hỗ trợ giáo viên. Theo đề xuất này, giáo viên được tuyển dụng lần đầu ở các môn này sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng trong năm đầu tiên. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, thành phố cần 1.129 giáo viên tiếng Anh, thế nhưng chỉ tuyển được 75%, tương đương với 841 người. Trong khi đó, môn tin học có hơn 500 chỉ tiêu nhưng chỉ tuyển được 140 người. Khó khăn trong việc tuyển người mới, nhưng từ năm học 2020-21 đến nay đã có hơn 320 giáo viên tin học và tiếng Anh cấp 1 bỏ việc. Sở giáo dục và đào tạo nhìn nhận nguyên nhân chính là thu nhập của giáo viên thấp hơn nhiều so với thị trường bên ngoài. Nếu mới ra trường, họ chỉ được trả hơn 3 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị, hôm nay mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Hiểu được những khó khăn vất vả trên hành trình chiến đấu với bệnh tật của các bệnh nhi và gia đình, bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội của em để tạo không gian vui chơi cho hàng trăm bệnh nhi. Đây cũng là cách tạo nên một Tết thiếu nhi đặc biệt cho các em. Không còn là hình ảnh các bệnh nhi vội vã ngược xuôi thăm khám hay điều trị bệnh khuôn viên bệnh viện Nhi đồng 1 hôm nay trở thành một khu vui chơi thưởng thức nghệ thuật thu nhỏ. Tại đây, các em được tham gia các tiết mục văn nghệ, các tiết mục xiếc, ảo thuật cùng với nhiều trò chơi hấp dẫn. Dạ cô, hôm nay con nói đây đã con nhảy văn nghệ là con rất là vui bởi vì là được gặp các bạn, được nhảy lên cho các bạn và được xem xiếc, xem ảo thuật. Giảm dạ, bớt cái áp lực là mình phải trị bệnh, này phải truyền thuốc, phải truyền kháng sinh nên là mình nghĩ là nếu như năm nào cũng tổ chức được này thì sẽ là rất có ý nghĩa cho các bé trong những ngày lễ thiếu nhi như thế này. Trong khuôn khổ ngày hội, bệnh viện cùng các mạnh thường quân cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi. Các phần quà như bánh kẹo, thú nhồi bông, truyện tranh được trao tặng thông qua các trò chơi cho bệnh nhi cả nội trú và ngoại chú. Cùng với đó, hơn 1.500 phần quà được trao tặng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Có một cái ngày lễ là bù lại những cái cái khoảng thiệt thòi của những bé nằm viện. À, tuy nhiên hôm nay thì sẽ mở rộng hơn, à, sẽ tổ chức những cái cuộc thi. À, chứ Phòng công tác xã hội sẽ chuẩn bị trước đó là chọn những cái bệnh nhân à, nhí, nhân nhí để mà tập luyện cho những đứa trẻ đó ca hát rồi múa, rồi sau đó mình tổ chức thi để mình chấm giải một ngày hội vui chơi, tuy không thể bù đắp được chặng đường chống chọi với bệnh tật, nhiều gian nan và thử thách thế nhưng Tết thiếu nhi năm nay các em đã có thêm những khoảnh khắc vui vẻ, những trải nghiệm đầy ý nghĩa để tiếp tục mạnh mẽ trên hành trình phía trước. Chuyển sang những thông tin giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, trong tháng 6 này sẽ có nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó đáng chú ý bổ sung trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải. Ô tô được miễn kiểm định lần đầu vẫn phải nộp tiền lập hồ sơ và một số nội dung khác. Nghị định 41 năm 2024 của chính phủ có hiệu lực từ hôm nay ngày 1 tháng 6, nhà xe sẽ bị thu hồi giấy phép nếu không kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 6 tháng trở lên kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên giấy phép kinh doanh trong thời gian 6 tháng liên tục trở lên. Cũng bắt đầu từ hôm nay ngày 1 tháng 6, 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe bao gồm có hành vi gian dối về tuổi, sức khỏe, sử dụng giấy tờ không hợp lệ, tẩy xóa, làm sai lệch thông tin trên giấy phép lái xe, để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình hay người lái xe bị phát hiện trong cơ thể có ma túy thông qua việc khám sức khỏe. Ngoài ra, cũng bắt đầu từ hôm nay, theo thông tư số 05 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, điều kiện, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm cũng có hiệu lực hay theo quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa được nêu ra tại thông tư của bộ khoa học và công nghệ người tiêu dùng có thể tra cứu trên cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia